Những ngày vừa qua, Liên minh Huyền Thoại Tốc Chiến vẫn ghi nhận những kết quả đáng mừng khi liên tục nắm giữ vị trí top 1. Tuy vậy, không ít những phiền toái khiến game thủ Việt dở khóc dở cười. Hôm nay mời các bạn cùng xem game.com bọn mình đến với bản tin Tốc Chiến 24 giờ. Tài khoản bị xóa vĩnh viễn vì điền bừa thông tin. Vì sao Tốc Chiến là game 18+? Tài khoản Tốc Chiến bay màu vì game thủ điền bừa thông tin. Sau ít ngày ra mắt tại Việt Nam, Liên minh Tốc Chiến đã yêu cầu người chơi cần nhập đầy đủ thông tin cá nhân để tiếp tục trải nghiệm tựa game này. Đây là hành động nhằm kiểm soát số lượng người chơi phù hợp mà nhà phát hành VNG kết hợp cùng Riot đưa ra. Rõ ràng động thái này là cần thiết và nó được nhiều game thủ ủng hộ. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có một số người cho rằng việc kiểm soát này là qua loa và VNG khó mà xác minh được thông tin của người nhập là đúng hay sai. Mới đây, trên trang group của cộng đồng Tốc Chiến đã xuất hiện hàng loạt game thủ bị khóa tài khoản không lý do. Trong khi đó, thông báo từ phía Tốc Chiến đưa ra là tài khoản này sắp bị xóa trong 30 ngày, mà không kèm lý do gì. Theo đó, rất nhiều game thủ bị bài ạc, cho biết họ không hề sử dụng phần mềm gian lận, phá game hay AFK, nhưng vẫn bị khóa tài khoản bất ngờ. Điều này khiến nhiều game thủ Tốc Chiến lo lắng và đi tìm lý do. Có khá nhiều lập luận được đưa ra, đa số cộng đồng đều cho rằng chủ nhân tài khoản trên đã điền bừa thông tin khi được yêu cầu, khiến cho việc kiểm tra, truy quét thông tin của VNG và Riot Games phát hiện vấn đề, dẫn tới việc có lệnh xóa bỏ tài khoản. Ở một góc nhìn khác, cũng có người cho rằng tài khoản trên trước kia đang ở một hệ thống máy chủ khác, thế nên trong quá trình tự động chuyển đổi về hệ thống máy chủ Việt Nam đã xảy ra lỗi khiến cho hệ thống tự ra quyết định xóa tài khoản. Việc xóa tài khoản là hình phạt nặng nhất mà ít nhà phát hành game nào đưa ra, trừ người phạm lỗi nghiêm trọng như hack, sử dụng phần mềm không hợp lệ. Vì thế, động thái này từ Riot cũng như VNG cho thấy Liên minh Tốc Chiến đang rất nỗ lực trong việc kiểm soát. Dù vậy, Liên minh Huyền Thoại Tốc Chiến Việt Nam vẫn chưa có những phát biểu chính thức nào về việc xử phạt các trường hợp giả mạo thông tin. Vì thế, những kết luận trên vẫn còn nằm trong vòng nghi vấn. Tuy nhiên, để không phải chịu thiệt thòi và xác định gắn bó lâu dài với tựa game này, thì các game thủ hãy điền chính xác thông tin yêu cầu để tránh tai bay vạ gió nhé. Cây Tốc Chiến giả lập, TikToker bị anti dọa tố lên Riot. Ý tưởng chơi Liên minh Huyền Thoại Tốc Chiến trên giả lập PC không phải là điều quá huyễn hoặc, vì thực tế điều này không gây mất cân bằng quá lớn. Cũng cần nói thêm, khái niệm chơi game mobile bằng ứng dụng giả lập vô cùng phổ biến với hai tựa game quốc dân, PUBG Mobile và Liên Quân. Tuy nhiên, nếu như PUBG Mobile từng phải trải qua khoảng thời gian mà định kiến chơi trên PC tạo ra không công bằng, khiến nhà phát triển phải sửa đổi quy tắc ghép trận riêng biệt, PC đấu PC, thì với các dòng game mobile MOBA, cơ chế pha trộn giữa người chơi trên hai nền tảng là điều bình thường. Dưới góc độ trải nghiệm của cộng đồng, việc chơi những game MOBA như Liên Quân bằng PC đôi khi còn gặp khó, đặc biệt là khi bạn sử dụng những Zata, Murad hay các vị tướng có kỹ năng biến ảo khác. Nhìn rộng ra hơn, các nhà phát triển những tựa game MOBA trên di động cũng nhận thấy không có vấn đề gì về tính năng cân bằng khi hai người chơi trên nền tảng này gặp nhau. Tuy nhiên, Liên minh Tốc Chiến sau quá trình khai mở Open Beta đã xuất hiện một làn sóng anti game thủ chơi hệ PC rất ghê gớm. Mới đây, một TikToker muốn thu hút sự chú ý bằng việc chơi Tốc Chiến trên giả lập PC. Kết quả thu về đó là việc anh này nhận lại hàng loạt bình luận tục tiểu. Có PC thì chơi Liên minh Huyền Thoại cho rồi, còn bày đặt chơi Tốc Chiến, bộ không có tiền mua điện thoại à? Chơi trên điện thoại chắc không ăn được ai, nên mới dùng PC để thay thế. Tôi nhìn bạn chơi mà thấy khổ quá đến rớt nước mắt, quyên góp cho bạn ít tiền mà sắm smartphone nhé. Một số luồng ý kiến còn đòi tố cáo để Riot sớm khóa tài khoản của TikToker này. Phiên bản mobile của Liên minh Huyền Thoại đã được rút ngắn đáng kể thời gian của trận đấu thay vì kéo quá dài như trên PC. Thời lượng của một trận chiến trong Liên minh Huyền Thoại Tốc Chiến sẽ chỉ còn từ 15 tới 20 phút. Đây là khoảng thời gian phù hợp với nền tảng di động. Đó cũng là nguyên nhân khiến không ít người dùng mạng xã hội cảm thấy phẫn nộ trước việc người chơi PC cố tình trải nghiệm Tốc Chiến bằng phần mềm thứ ba. Thêm nữa, việc chơi Tốc Chiến trên PC cũng khiến làn sóng đòi công bằng lan rộng khi mà thao tác để sử dụng 4 ô kỹ năng trên PC cũng ít nhiều mang lại lợi thế. Những game thủ quá đam mê Liên minh Huyền Thoại nhưng không có thời gian và không thích chơi trên điện thoại, giả lập sẽ là sự lựa chọn của họ. Nhưng khi mà Liên minh Huyền Thoại vẫn là tựa game phổ biến trên PC thì tâm trạng thích so sánh của không ít người có thể khiến những ai muốn trải nghiệm Tốc Chiến phá cách sẽ không tránh khỏi những lời đàm tiếu.
tại sao Tốc Chiến lại gán mác 18+, trong khi Liên Minh Huyền Thoại là 12+. Rất nhiều người đang vô cùng khó hiểu trước quyết định gán mác 18+ của Tốc Chiến. Điều khiến người chơi khó hiểu nằm ở chỗ, Liên Minh Huyền Thoại là tựa game tiền bối của Tốc Chiến thì chỉ gán mác 12+. Vậy lý do gì khiến Tốc Chiến là tựa game dành cho người chơi trên 18 tuổi? Sau đây là những lý do khiến Tốc Chiến bị gán mác 18+. Chính sách của VNG. Đây có lẽ là lý do mà chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy ngay trong quá trình đăng ký tài khoản. Người chơi đã cần phải cung cấp thông tin cá nhân bao gồm chứng minh nhân dân, căn cước công dân. Bản chất của việc này sẽ giúp cho VNG nắm rõ được thông tin của khách hàng, sau này sẽ dễ đơn giản hóa các vấn đề chăm sóc khách hàng, kiện cáo tài khoản. Với Tốc Chiến, VNG đơn thuần chỉ là nhà phân phối. Nhiệm vụ chính của VNG là phát triển cộng đồng và duy trì cổng thanh toán cho Tốc Chiến tại Việt Nam. Và để mọi việc được thuận lợi, VNG phải định danh được tài khoản. Do đó, việc gắn mác 18+ sẽ giúp VNG quản lý khách hàng dễ dàng hơn, cũng như tạo một cộng đồng chất lượng hơn khi bỏ qua lứa tuổi trẻ trâu. Một điều cực quan trọng đó là Tốc Chiến được coi là một game hot nhất 2020 và có thể là 3 năm sau nữa. Chưa chắc đã có game nào đủ tầm. Vì vậy, việc VNG tận dụng cơ hội để định danh và có thêm nhiều khách hàng mới là điều đúng đắn khi đứng ở góc độ kinh doanh. Cổng thanh toán Zalo Pay. Tại sao Zalo Pay là một trong những lý do khiến Tốc Chiến gán mác 18+? Đơn giản là vì để giao dịch qua Zalo Pay, người chơi cần đến liên kết tài khoản ngân hàng nếu muốn tự mình thanh toán. Và muốn vậy, người dùng phải có tài khoản ngân hàng cũng như đủ 18 tuổi để đảm bảo tính pháp lý trong giao dịch. Và khi người chơi sử dụng Zalo Pay để hưởng ưu đãi nạp vào Tốc Chiến, thì lượng tài khoản cũng như người sử dụng Zalo Pay sẽ tăng lên. Và đây có lẽ là điều mà VNG vô cùng mong muốn. Định hướng eSports. Ngay từ khi khởi động dự án Tốc Chiến, Riot đã xác định tựa game này sẽ đi theo con đường eSports giống như tựa game tiền nhiệm Liên Minh Huyền Thoại. Bên cạnh đó, không giống như những khu vực khác, Việt Nam đòi hỏi người chơi đủ 17 tuổi trở lên mới được phép tham gia giải đấu chuyên nghiệp. Vì vậy, Liên Minh Tốc Chiến đã định hướng từ trước để mọi người chơi đều có thể hướng tới nghiệp eSports trong thời gian sắp tới. Rõ ràng, Liên Minh Tốc Chiến đang muốn phát triển theo hướng eSports, trở thành bộ môn eSports hàng đầu trên nền tảng mobile. Yếu tố nhân khẩu học. Việc Riot cũng như VNG hướng tới đối tượng trên 18 tuổi là cách thức tiếp cận thị trường vô cùng thông minh. Khi mở độ tuổi thấp hơn, người chơi đang quá quen với Liên Quân Mobile, Free Fire hay Roblox. Không những vậy, khi người chơi Liên Minh Huyền Thoại từ năm trước đến thời điểm hiện tại đa phần cũng đã trên 18 tuổi. Do đó, việc đặt giới hạn 18+ cho game sẽ giúp game có lượng người chơi cũ khi chuyển từ Liên Minh Huyền Thoại sang Tốc Chiến. Riot và VNG hé lộ kế hoạch và quy mô giải đấu Tốc Chiến 2021. Riot Games vừa tiết lộ thông tin về việc chuẩn bị ra mắt những giải đấu Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến chuyên nghiệp ở khu vực Đông Nam Á. Theo đó sẽ có 7 giải đấu quốc nội ở 7 quốc gia trong khu vực, cùng với đó là giải đấu toàn khu vực Đông Nam Á vào cuối mỗi mùa giải. Theo đó, giải đấu ở Việt Nam sẽ do VNG trực tiếp quản lý. Để bắt đầu chiến dịch này, Riot sẽ cho biết sẽ tổ chức nhiều hoạt động nhỏ từ tháng 1 tới tháng 3 năm 2021 để người xem có thể nhận biết được những nhân tố mới, những tài năng Tốc Chiến chuẩn bị xuất hiện trong giải đấu. Các giải đấu của từng quốc gia sẽ được bắt đầu ngay sau khoảng thời gian trên để tìm kiếm nhà vô địch. Sau đó họ sẽ được tham gia vòng chung kết toàn khu vực để cạnh tranh ngôi vương của Đông Nam Á. Ngoài các giải đấu chuyên nghiệp, Riot cũng sẽ tổ chức các giải giữa các trường đại học, cao đẳng và tổ chức giáo dục trên toàn khu vực để tạo ra các giải đấu thú vị mang đến cho sinh viên cảm giác thi đấu đỉnh cao. Chúng ta có thể thấy rõ đây giống như kịch bản của Liên Minh Huyền Thoại phiên bản PC những mùa đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Khi mà giải đấu VCS Việt Nam chưa lớn mạnh và chưa có hẳn một suất riêng mỗi năm nhằm tham dự chung kết thế giới vào năm 2018. Tốc Chiến vẫn là một tựa game mới ra mắt trên thế giới và Riot Games đang dựa trên một kịch bản cũ nhằm giúp các giải đấu của Tốc Chiến lớn mạnh hơn nữa và quy mô toàn cầu. Cũng không quá khó đoán kịch bản tiếp theo, nếu như bất kỳ đội nào vô địch được giải đấu Đông Nam Á thì đều sẽ có một suất tham gia chung kết thế giới của tựa game eSports Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến này.
Trong thời gian qua, rất nhiều tổ chức thể thao điện tử tên tuổi trên thế giới đã bắt đầu thành lập đội tuyển tốc chiến chuyên nghiệp. Họ đã sẵn sàng cho những giải đấu hàng đầu cấp khu vực và thế giới trong năm 2021. Vậy bạn nghĩ sao về những thông tin mới này? Hãy để lại bình luận của mình ở bên dưới nhé!